Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh Mini. Và hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2021. Thì hôm nay con xin lên và giới thiệu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô hồng ngọc mai. Thì lô hồng ngọc mai này thì con giao lưu giá 150 ngàn một cây nha cô chú. Thì cây đa số nó tương tự như thế này hết nha. Đây. Tương tự là cây một cốt như thế này hết. Bên đây là loại con cắt tàn rồi, con vô chậu. Loại cắt tàn rồi vô chậu ha. Giá 150 ngàn một cây. Cái này là con mới vừa vô chậu. Nhưng mà mấy cái cây này nó nói chung là rất là khỏe, rất là trâu. Mấy cây này là không bao giờ sợ nó chết bậy nha cô chú. Hồng ngọc mai là cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu ha. Không bao giờ lo chết tùm lum tùm lao. Đó. Nói chung là hồng ngọc mai bông. Đây. Bông của em hồng ngọc mai nha cô chú. Khi nó ra bông xong rồi có trái ha. Đây. Trái nó gì đây? Trái nó như trái sơ ri gì đó. Mấy em hồng ngọc mai này là ra bông quanh năm luôn nha cô chú. Một cây cắt tàn rồi, giá cũng 150.000, một cây chưa cắt cũng 150.000 luôn. Đây hai cây hai sát bên nè cô chú. Rễ thì em nào cũng tầm là từ 10cm trở lên hết. Chưa cắt tàn thì hay cắt tàn rồi gì cũng vậy. Cây có bộ đế đồ rất là đẹp nha. Dĩa này mình dưỡng lại mình chơi bông. Mình cắt tròn tròn theo ý mình ha. Theo ý thích của chính mình. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà không thích những cái dáng kiểu như thế này á, mà mình thích những cái rễ nó ngoằn ngoèo, thì mình có thể mình cắt ra, mình làm những cái cây mini, bonsai mini, nó ngoằn ngoèo quái ha, theo ý thích của mình luôn. Cực kỳ dễ, tí xíu nữa con sẽ chia sẻ lên ha. Còn này con giới thiệu sản phẩm con đang giao lưu trước, giá 150.000 một cây. Nó hồng ngọc mai như thế này. Tùy theo cái nói chung là cây nào cũng như cây nấy thôi nha cô chú. Tại vì cái cây này con trồng cái bầu con trồng sâu xuống dưới này nè, cho nên nó lòi lên thấy thấp. Còn cái cây này con trồng cái bầu nó có nhiêu đây hả, cho nên cái bộ đế của chú anh chị nhìn thấy cao. Thì cái thân mấy em này là tầm khoảng từ ngón út hết nha cô chú. Đây, tầm khoảng từ ngón tay út ha. Giá một cây chỉ có 150.000 thôi. Cô chú anh chị mình mua hai cây là 300.000 con bao ship. 300 bao ship ha, là cái này là nói về mặt một cây thôi nha. Còn nếu như mà mình muốn chơi những cây mini, siêu mini á, rồi để con chia sẻ luôn. Nhưng mà để con quay vòng một vòng sản phẩm trước đi. Tất cả các cây đều tương tự vậy hết ha. Đây nè cô chú. Tất cả các cây đều tương tự vậy hết. Khi mà sôi đế hết đắt đó nè. Nó vậy ha. Cây rất đẹp nha. Cái này là chưa có sôi đế hết nha cô chú. 150.000 một cây ha. Rồi, qua cái màn giới thiệu đó đi. Đây nè. Nói chung là có cây bọt có bầu thì con để vô nguyên bầu vậy luôn đó. Bông thì nó ra quanh năm gì hết nha. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình về mà chán chơi những cái dáng như vậy á, thì đây con có một cái cách chia sẻ khác nữa. Đó là mình làm những cái cây mà rễ quái. Nói chung là mình cắt ra rồi mình ôm lại ha. Ôm như thế này là tầm khoảng 1-2 tháng là em nó sẽ lên. Em nó sẽ lên xanh um như thế này. Khoảng như lên lượt được như thế này luôn là khoảng 3 tháng nha cô chú. Đây nè. Cái này là mình làm những cái tác phẩm bonsai siêu mini rất là đẹp nha. Co lắc rất là quái luôn. Một cây mình có thể cắt ra được chừng 5 cây. 5 cây siêu mini như vậy. Và rất là nhiều cây siêu mini luôn nha cô chú. Đây nè.
Cái này là con chưa có chăm sóc kỹ, con bỏ bê á. Đây nè, mình cắt ra mình lấy cái rễ bự đó mình dăm rồi, còn những cái rễ nhỏ mình cũng không có bỏ luôn nha. Đây nè, mình dăm mình làm những cây siêu mini, mình bỏ vô mấy cái tách trà, mấy cái chung trà rồi cực kỳ đẹp nha. Mình vô tí dây nữa là rồi, bao đẹp luôn. Đây nè, đó. Cái này là nói về cái những cái rễ, nếu như mình không thích chơi nguyên cây như vậy, mình cắt rễ ra mình làm những cây như thế này nha cô chú. Có những cây đổ, cây mai rồi nè, xong rồi mình vô trồng như thế này nè. Đó, một cây bự thôi mà mình làm được cực kỳ nhiều những cây mini như thế này nha. Mình tạo những cây mini vậy là quá ngon luôn, chơi rất là dễ nha cô chú. Mình lấy xong rồi mình vô chậu, mình vô dây, mình quấn đổ gì thôi mình chơi ha. Còn cái phần đọt á, nếu như vận chuyển về nó lỡ bị gãy á, thì cô chú anh chị mình ghim lại nha. Mình chỉ cần ghim lại thôi là nó sống lên xanh num vậy nè, mình không có bỏ gì luôn đó. Xong mà mình nuôi lại một thời gian sau mình có cây mini mình chơi nữa rồi cô chú. Đó, cô chú mình coi đi, một cái cây 150.000 như thế này về mình cắt ra được ít gì cũng ba bốn cây mình chơi ha. Xong rồi cái thân ở trên mình cũng không có vỏ luôn nữa, mình trồng lại nó vẫn sống luôn. Cái đó là nói về làm những cây mini chơi nha cô chú. Còn mua một cây bự như thế này về cắt thì cũng hơi tiếc ha, nhưng mà nếu như mình thích thì mình có thể chơi như vậy. Những cái rễ mà nhỏ nhỏ như là nó sống trơn luôn. $150.000 một cây hồng ngọc mai. Để con quay vòng vòng nữa cô chú anh chị có thể coi hết ha. Những cây như thế này là con đã dưỡng lại hết rồi nè. $150.000 một cây nha cô chú anh chị ơi, giá rất là mềm luôn. Mình có thể làm nhiều tác phẩm mình chơi. Rồi, con xin mến chào tất cả cô chú ạ. Cô chú anh chị yêu thích các dòng hồng ngọc mai bonsai thì cứ liên hệ con. Con thì con bán những cái cây phôi như thế này nè, về cho cô chú anh chị mình tạo tác những cây mini ha. Cây thì nó đâm chồi rất là nhanh, rễ bọng rồi thì rất là nhiều luôn nè. Vì mình làm mấy cây bonsai mini được khỏi chê luôn, không chê vô đâu được luôn nha cô chú. Đó, như cái cọng rễ này đi, mình cắt ra mình làm một cái nó quái cực kỳ luôn. Cái đó là mình đam mê mình mới cắt ra mình làm được nha cô chú, chứ nguyên một cây như thế này cắt ra là tiếc lắm. Nhưng mà đối với 100 mấy chục ngàn á, về mà cô chú anh chị mình cắt ra như thế á, là được rất là nhiều cây. Nhưng mà ngặt cái là tốn rất là nhiều thời gian nha, khoảng 3-4 tháng mình mới có thể chơi được. 3-4 tháng là nó mới có ra lá như vậy đó, xong rồi mình mới làm lại nữa nha cô chú. Nhưng mà mình được rất là nhiều cây nha. Đó, như cô chú anh chị mình lựa cái cây mà nó rễ nhỏ như thế này đi, nhưng mà nó nhiều chứ không phải như cái rễ nó bự. Như cô chú anh chị mà làm mấy cây mini đó đó, nói với con lựa mấy cây mà rễ nhỏ như thế này nè, vì mình được nhiều rễ hơn. Đó, vì mình được nhiều rễ hơn đặng mình làm mấy cây mini vậy nha. Nói chung là số lượng nó cũng chừng mười mấy, hai chục rễ vậy đó. Mình cắt cái này xong đi,
cái thân này á, mình cắt cục lại, mấy cái nhánh á thì mình dăm. Còn cái thân này mình nuôi là nó vẫn sống bình thường luôn, chứ nó không có bị gì hết nha, nó không có chết. Mấy cây này cực kỳ dễ. Cái thứ nhất là mình mua kiểu này nè, cái thứ nhất mình về mình làm được rễ mini nè. Cái thứ hai nữa mình được ép chậu cái cây này luôn nè, ép chậu nhỏ mình chơi cây mini luôn á. Còn những cái nhánh là mình dăm ra mình làm mấy cây mini nữa. Rồi cô chú anh chị yêu thích Hồng Ngọc Mai thì cứ liên hệ con. Thế vậy chứ con cũng dăm rất là nhiều nè. Mấy cây nhỏ nhỏ thì con lôi qua bên kia hết nè. Lôi qua bên kia anh quay clip nãy giờ. Mấy cây chút ít. Đây nè. Toàn rễ mini không. Đây. Cứ rễ chút xíu không nè. Nhưng mà mình làm mấy cái rễ này cô chú, mình phải để ý nha, mình nhổ cỏ nó thường xuyên nha, chứ không thôi cỏ nó lên hả, nó ăn sạch dinh dưỡng luôn nè. Cây cỏ nào cây cỏ nấy, nó bự chà bá gì đó, nó ăn sạch dinh dưỡng của cây hết, chứ cây mình nó phát triển không nổi, nó bị dập nắng nữa. Rồi đó, con chia sẻ cách có những cái tác phẩm bonsai siêu mini vậy đó. Thì cô chú anh chị có ủng hộ cái Hồng Ngọc Mai của con thì cứ liên hệ con qua số điện thoại trên tiêu đề nha. Cái này là đam mê lắm mới chơi được nha cô chú. Còn con thì ở đây những cái rễ này rất là nhiều, tại vì con trồng rất là nhiều Hồng Ngọc Mai luôn. Con chỉ lụm lại con vô chơi như thế này thôi, tại vì con cũng không có thời gian nữa. Nếu như mà đúng tâm huyết làm là rất là nhiều tác phẩm đẹp từ những cái rễ như thế này. Nhưng mà mình phải hy sinh. Cái này con mới vô phân thôi, con nhổ ra luôn. Mình làm được rất là nhiều tác phẩm đẹp, nhưng mà mình phải hy sinh đi cái thân chính của nó. Con chỉ nhổ ra cây thôi, chứ nhổ ra nhiều quá không có chỗ để. Đây nè, dăm cũng có cây thành cũng có cây bại nha cô chú. Nó chỉ nhổ ra cây để cô chú anh chị mình coi thôi. Rễ này dài quá thì mình cắt cục lại cho nó bằng, tại vì bây giờ nó ra cái đọt là nó hút nước rồi, nó cũng rất là dễ đâm rễ chứ không có sợ gì hết. Nó gì đang cho mình dễ trồng nè ha. Thì đây cũng là cái xử lý ban đầu ha, xử lý ban đầu mình xử lý kỹ lại, chứ đừng có để rễ ngang rễ dài rễ cục như con như thế này. Mình cắt lại cái tốn thời gian, nhưng mà cái rễ này nó vẫn sống nha, chứ nó không có ngủm. Nhét vô lại nữa nó ra lên thêm cây mới nữa. Rồi nó mình vô cái chậu cái là mình có một cây quái này nè, thấy không cô chú. Rồi cô chú anh chị yêu thích những cây Hồng Ngọc Mai thì cứ liên hệ con nha. Rồi xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ.